vì mục đích vụ lợi, hai người đàn ông đã cấu kết với nhau để tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Trong lúc cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc qua lại biên giới của người dân bị tạm ngưng. Liên quan đến vụ việc này, sáng nay, tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự đã đưa ra xét xử công khai tại khu vực xã Thường Lạc, một trong các xã nóng về việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt bị cáo Lâm 6 năm tù giam lâm thanh mẫn 5 năm tù giam và phạt bổ sung hai bị cáo 10 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.